Vua Lê Thánh Tông xét xử vụ án yêu quái chuột giả dạng người. Theo dõi kênh Chú Đọc Truyện trên Lotus để xem được video sớm nhất nhé. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu câu chuyện nào. Trong truyền thuyết cổ của người Việt, có không ít những loài sinh vật quỷ quái mà nghe tên lẫn sự tích của chúng cũng rùng rợn không kém gì nước ngoài. Thậm chí từng có nhiều trường hợp ghi chép về những vụ án do các loài sinh vật huyền bí này gây ra. Một số trong các vụ án còn được lưu truyền đến ngày nay là vụ án xoay quanh loài chuột tinh giả dạng đến lừa gạt, vụng trộm với phụ nữ từng được vua Lê Thánh Tông xét xử. Theo miêu tả trong Thánh Tông Di Thảo, sinh vật này vốn là con chuột được già, nhưng nhờ ăn nhiều tinh khí của các vật mà thành tinh. Vì thuộc loài yêu quái nên ngoại hình của chúng được ghi nhận khá khác thường so với loài chuột bình thường. Chuột tinh có lông ngũ sắc, râu trắng như tuyết, bốn bàn chân, mỗi bàn lại có thêm móng thừa, nặng chừng 30 cân, máu đen tuyền. Loài này vốn ham mê sắc dục nên thường rình rập phụ nữ đã có gia đình, canh lúc chồng người ta vắng nhà để biến hình giả dạng, lừa gạt vụng trộm. Thánh Tông Di Thảo, quyển hạ có ghi chép một vụ kỳ án liên quan đến chuột tinh ngũ sắc như sau. Có một anh học trò nhà giàu cưới được vợ đẹp, hai vợ chồng mặn nồng được nửa năm thì cha mẹ anh ta gửi con đi học ở xa với mong muốn sớm thành tài đỗ đạt. Người chồng vâng lời cha mẹ bèn lên đường cho học, còn người vợ ở nhà ngoan ngoãn, phụng dưỡng song thân, nề nếp lẫn đức hạnh đều không có gì đáng chê trách. Nửa năm sau, một đêm khuya khoắt, bỗng người vợ thấy chồng mình treo tường vào nhà, vừa về đã vào ngay trong buồng. Hỏi ra thì chàng ta nói rằng qua nhớ vợ nên lén trốn khỏi cỗ trọ học để gặp vợ một đêm rồi gà gáy sáng sẽ đi ngay. Người vợ tin tưởng nên vui vẻ ân ái với chồng. Từ đó trở đi, cứ cách vài đêm hai vợ chồng lại gặp nhau một lần, kéo dài suốt nửa năm, chỉ thấy nhan sắc người vợ ngày một tiêu tụy. Cha mẹ chồng thương con dâu, cho là nàng nhớ chồng, bèn viết thư gọi con trai họ về để cả hai thỏa nỗi lòng. Đêm đã khuya, anh xin phép về phòng nghỉ cùng ngồi với vợ. Anh hỏi rằng: "Thầy, mẹ, nàng vẫn được mạnh khỏe cả chứ?" Vợ nín lặng. Anh lại nói đùa rằng: "Tục ngữ có câu, vợ chồng mới cưới không bằng vắng lâu, là ý thế nào nhỉ?" Vợ không trả lời, chồng lại nói: "Kinh thi có câu, đêm nay là đêm nào, thấy người lương nhân phải nghĩ thế nào với người lương nhân, đêm nay là đêm nào, thấy người đẹp phải nghĩ thế nào với người đẹp ấy. Nàng với ta có đồng tình với cổ nhân không?" Vợ cũng nín lặng. Chồng lại thong thả hồi lâu, vỗ vào lưng vợ bảo rằng: "Ta từ khi xa nhà đến nay, song gà luyện tập, trí thức ngày một mở mang, án tuyết gắng công, đức hạnh ngày một tu tiến, mới biết cha mẹ thương con lo lắng cho về lâu về dài. Lời cổ nhân không dối ta bao giờ. Ta tuy cách xa dưới gối, việc phụng dưỡng cha mẹ đã có người lo, song chạy nghĩ đến khuê phòng, niềm ái ân vẫn thường mộng tưởng." Vợ vẫn không trả lời. Chồng giận dỗi nói: "Người đàn bà trong thơ Tiểu Nhung thức ngủ không yên. Người đàn ông trong thơ Đông Sơn một mình than thở, xa nhau thì nhớ ai cũng như thế. Cớ sao ta rất nhớ nàng, mà nàng tuyệt nhiên không nhớ ta? Ba lần hỏi, mà ba lần không đáp, cớ là gì? Hay là đã cành chim lá gió, đưa người cửa trước, rước người cửa sau có phải không? Tục ngữ có câu, vắng chồng thì lại có chồng, việc gì mà lại nằm không một mình? Câu ấy đúng như tính nết của nàng đó." Vợ trợn mắt nhìn chồng nói rằng: "Sao chàng nói càng như thế? Chàng đi học xa chưa đến nửa năm, đã giấu giếm cha mẹ, rồi rời về trọ ở ấp gần, đêm khuya trèo tường về, gà gáy mở cửa đi, tính đến nay đã được nửa năm, đi lại với nhau tới hàng trăm lần, lại còn nhớ nhung gì nữa, thương chàng, yêu chàng, sợ chàng, cho nên vẫn giữ lời dặn, không dám tiết lộ, bây giờ lại theo nên điều phi nghĩa, buộc cho tiếng nhơ nhuốc." Chồng lại càng giận, mắng rằng suốt hơn năm trời, đã về nhìn mặt lần nào, có cả lão bộc cũng biết, đến như việc rời nhà trọ, trèo tường về, ta có bao giờ làm thế? Chắc là đứa gian phu nào giả hình dạng ta, đêm hôm tối tăm không phân biệt được thật giả, dụng tình động lên, vội vồ lấy nó, nàng sao dám nói càn là ta? Vợ khóc lên nói: "Vết đỏ ở cổ, mụn hạt cơm ở trong tai, không phải chàng thì ai? Tiếng nói như tiếng khánh, hai môi đỏ như son, không phải chàng thì ai? Tầm cao không sai một tấc, vóc lớn không kém một phần, không phải chàng thì ai? Dưới vận quần trắng, ngoài vận áo the, quần áo chàng đều do thiếp cắt may, lẽ nào lại lầm? Quạt lụa phe phẩy, khăn hồng vắt vai, những thứ chàng cần dùng đều là của thiếp đưa tặng, lẽ nào còn sai?
Huống hồ lời nói bên gối, cách đây mới có một đêm, thiếp còn nhớ cả, sao lại bảo thiếp là nhận can. Nói xong, lại khóc ầm lên. Bố mẹ chồng nghe tiếng, vội vàng chạy đến, hỏi vì duyên cớ gì. Người vợ, vì bị chồng sỉ nhục nên tức giận, liền khóc và lại phục xuống đất, thuật hết mọi chuyện, không nghĩ gì đến xấu hổ nữa. Cha mẹ chồng cũng làm chứng con dâu ngoan ngoãn đức hạnh. Họ đâm nghi ngờ, có yêu mà quấy nhiễu, nên lập mưu bắt tên gian phu, rồi đưa lên quan huyện. Thật giả lẫn lộn, không ai phân biệt được. Cuối cùng, vua Lê Thánh Tông phải lập đàn thỉnh mời phu đồng Thiên Vương đến giúp sức. Thiên Vương nhập xác cô đồng, bèn nói rõ kẻ gian phu kia nguyên là do con chuột tinh ngũ sắc biến thành và giúp nhà vua tiêu diệt yêu tinh này. Người vợ sau đó phải uống thuốc dòng dã hơn một năm mới tàn hết yêu khí của chuột. Câu chuyện về kỳ án của vợ chồng anh học trò còn thuật rõ cách thức tiêu diệt chuột tinh ngũ sắc, dù khá khó khăn. Loài này vốn có khả năng biến hình rất giỏi. Thời Tống từng giả làm vua Nhân Tông, Long Đổ Lão tử tra án cũng phải bó tay, chứ không trừ khử được. Cuối cùng, đành tâu lên Ngọc Hoàng Thượng Đế, xin mượn Ngọc Diện Miêu, con mèo mặt ngọc, để phân biệt thật giả, rồi bị mèo thần cắn chết. Khi vua Lê Thánh Tông thỉnh mời phù đồng Thiên Vương, vị vương bèn dùng kiếm khí của mình để trừ con chuột tinh giúp nhà vua. Trước tiên, dán hai đạo bùa vào lưng cả anh chồng lẫn kẻ già dạ. Đến hôm sau, thì giải cả hai người ra giữa sân rồng, nhưng người chứng kiến chỉ thấy trời đất đen nghịt. Rồi trong sân hiện luồng khí sáng như chớp. Khi mây tan thì trên sân có xác con chuột tinh nằm chết. Lời bàn của Sơn Nam Thúc như sau. Lâu ngày thành yêu, vật nào cũng thế, nhưng chỉ có giống khỉ, giống cáo và giống chuột là dữ nhất xưa nay. Tinh khỉ có khi dùng được việc, như Tôn Ngộ Không trước làm bật Ma Ôn trong Ngọc Hoàng, sau vì đùa bỡn quá trớn, Phật Tổ dùng thuật chân áp. 500 năm sau, cải tà quy thiện, đi theo đường tăng sang Thiên Trúc, yết kiến Phật Như Lai, xin được hơn 80 bộ kinh Phật. Đến nay các chùa Phật đều lắp tượng để thờ, mình người đầu khỉ mà rất anh linh. Tinh cáo tuy rất ác, cũng không đến nỗi biến hóa, giả hình, gian dâm vợ con người ta. Cho nên, không nanh mà đục thủng tường ta, câu ấy hình dung cái tàn bạo của chuột. Chứa mày, mà mày ăn lúa mạch của ta. Câu ấy hình dung cái tham lam của chuột. Xem những việc chép tàn mạn trong kinh truyện, thì vật đáng sợ nhất, không giống gì bằng giống chuột. Vật đáng ghét nhất, cũng không giống gì hơn giống chuột. Rình vào hòm thì người ta đặt cạm để bắt, hóa ra chim rẽ thì người ta căng lưới để vây. Đào hang trong nền xã thì dùng lửa hun nước dội, ở ngoài cánh đồng thì cũng thần mèo để nhờ mèo ăn thịt. Con vật mà mọi người cần phải đuổi đánh, bắt giết, bao giờ cũng là giống chuột. Hỡi chuột, hỡi chuột, ngấm ngầm mà độc, tinh danh mà hiểm đến thế ư. Câu chuyện truyền thuyết vừa rồi, dù có nhiều tình tiết giả tưởng, tuy nhiên cũng đã thể hiện rằng người dân ngày xưa cũng đã ghét loài chuột nhiều như thế nào. Còn bạn thì sao? Bạn có ghét loài chuột không? Hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé. Và đừng quên like, subscribe và follow các kênh của Chu Đọc Truyện ở trên Lotus, Facebook và YouTube nhé. Cảm ơn bạn và hẹn gặp lại ở video tiếp theo với giọng đọc của Chu Đọc Truyện.